Du lịch Vũng Tàu thường đông khách nhất là vào mỗi dịp cuối tuần. Vì khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố biển Vũng Tàu không quá xa, lại có nhiều cách di chuyển khác nhau, cho nên Vũng Tàu luôn thu hút khách du lịch là như thế. Nếu như các bạn không có nhiều thời gian để đi du lịch Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm hay là đi du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, thì các bạn cũng có thể đi du lịch Vũng Tàu 1 ngày cũng đủ khám phá được. Tất nhiên là không thể nào khám phá được hết tất tần tật những địa điểm du lịch Vũng Tàu, nhưng nói chung là cũng có thể đi được hết những địa điểm du lịch Vũng Tàu nổi tiếng. Mình không đi Vũng Tàu được nhiều ngày thì mình đi Vũng Tàu nhiều lần cũng được mà. Và đây chính là hành trình khám phá Vũng Tàu trong một ngày mà Vlog Du Lịch muốn giới thiệu đến các bạn. Đây là kinh nghiệm cá nhân, nên nếu bạn nào có hành trình thú vị hơn thì đừng quên chia sẻ bên dưới bình luận để nhiều người cùng biết và tham khảo nha. Giờ thì bắt đầu hành trình du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm thôi nào. Buổi sáng thì các bạn nên xuất phát ở thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 5 giờ 6 giờ, đến Vũng Tàu là khoảng 8-9 giờ sáng. Các bạn không nên bắt đầu chuyến đi du lịch Vũng Tàu của mình quá sớm nha, để chuyến di chuyển của các bạn được an toàn và đảm bảo nhất. Sau khoảng 3 tiếng di chuyển mệt mỏi, chắc chắn các bạn cần nạp năng lượng để tiếp tục hành trình thực sự khám phá vùng biển xanh cát trắng này. Ăn sáng ở Vũng Tàu thì ăn ở đâu? Đến Vũng Tàu các bạn không nên bỏ qua hải sản, một thức ăn sáng đầy đặn, no nê và nhanh gọn là tiêu chí của rất nhiều thực khách. Các bạn có thể ăn thành bún Thái, địa chỉ ở 141 đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Một tô chỉ khoảng từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Bát bún đầy ụ với những con tôm và ngập thịt bò cuốn hút thực khách ngay từ những sợi bún đầu tiên. Chỉ cần nhìn một tô như thế thôi, thực sự hào hứng với tất cả mọi người dùng rồi. Các bạn cũng có thể ăn bánh canh ghẹ Ngọc Lâm, địa chỉ số 73 đường Lê Lai, thành phố Vũng Tàu. Giá tô khoảng từ 30.000, tô đặc biệt là 100.000. Giờ mở cửa từ 8:30 sáng đến 22 giờ hàng ngày. Bánh canh ghẹ Ngọc Lâm với những sợi bánh canh to, giòn kết hợp với thịt ghẹ dày và cực chắc, cùng với nước lèo được nêm nếm khá vừa ăn, tạo nên một tô bánh canh không thể cưỡng lại được. Quán này rất nổi tiếng không chỉ người dân Vũng Tàu mà còn khách du lịch thập phương. Nhưng cá nhân mình thấy quán này nấu hơi ngọt một tí, chắc tại phong cách quán như thế, bạn nào thích ăn đậm đà hơn thì nêm một tí nước mắm nha. Nạp đầy năng lượng rồi thì chúng ta cùng vi vu những địa điểm du lịch Vũng Tàu không thể bỏ lỡ nào. Khám phá Vũng Tàu trọn buổi sáng với những địa điểm du lịch Vũng Tàu nổi tiếng như Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu. Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu là địa điểm du lịch Vũng Tàu rất nổi tiếng, tọa lạc trên đỉnh núi nhỏ. Đứng từ ngọn hải đăng, các bạn có thể đưa tầm mắt ra xa, ngắm trọn vẹn thành phố biển Vũng Tàu. Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu tọa lạc trên núi nhỏ hay còn gọi là núi Tàu Phùng. Nó được người Pháp xây dựng vào năm 1862 nhằm mục đích là chỉ đường, báo hiệu cho tàu thuyền qua lại. Với kiến trúc là một tháp hình trụ cao 18m, đường kính là 3m và được sơn màu trắng, mang đậm nét kiến trúc phương Tây. Tháp Hải Đăng Vũng Tàu nối khu điều hành bằng một đường hầm kiên cố. Qua hết đường hầm này, các bạn còn phải leo 55 bậc thang xoắn ốc để lên được đến đỉnh tháp. Trên đỉnh ngọn Hải Đăng Vũng Tàu là ngọn đèn sáng rực về đêm, soi lối cho tàu bè qua lại xung quanh biển Vũng Tàu. Ngọn Hải Đăng nằm ở độ cao là 149m so với mực nước biển. Đến năm 1913, người Pháp xây dựng lại ngọn Hải Đăng này, dời độ cao của ngọn Hải Đăng từ độ cao 149 lên độ cao 170m. Đây được coi là một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Vũng Tàu. Địa điểm du lịch Vũng Tàu này đón hàng triệu lượt du khách đến hàng năm, với nét kiến trúc của Pháp, kiểu dáng cổ điển và nền trắng nổi bật trên cảnh rừng hoa sặc sỡ. Bên trong ngọn hải đăng còn có lối cầu thang dẫn lên gần đỉnh và lối ra ban công. Từ đây các bạn có thể đón trọn những cơn gió mát lạnh đến từ biển. Có rất nhiều những tấm ảnh bao trọn lấy thành phố Vũng Tàu, được lấy góc đẹp nhất từ đây. Ngoài ra thì con đường dẫn đến ngọn hải đăng cũng cực kỳ lãng mạn với những gốc sứ cổ thụ và tràn ngập nắng. Một bức ảnh đẹp hội tụ đủ cả nắng và phong cảnh. Đây chính là địa điểm thích hợp cho giới trẻ phô tài chụp ảnh của mình. Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu là một trong những ngọn hải đăng cổ xưa nhất của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây không chỉ là điểm chỉ lối dẫn đường cho tàu thuyền qua lại, mà còn được xem là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu, trở thành một địa điểm du lịch Vũng Tàu nổi tiếng thu hút du khách đường xa đến chiêm ngưỡng, cũng như thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển xinh đẹp này mỗi khi có dịp đến Vũng Tàu. Sau khi tham quan tại ngọn Hải Đăng Vũng Tàu rồi, thì mình di chuyển đến tượng Đức Chúa Kitô giang tay. Sở hữu những kỷ lục vượt trội với vẻ đẹp cao lớn sừng sững đầy oai hùng, tượng Chúa Kitô vua Vũng Tàu hay còn gọi là tượng Chúa giang tay là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của thành phố biển Vũng Tàu. Khi đến với địa điểm du lịch Vũng Tàu này, không chỉ là cảm giác chinh phục đỉnh núi cao mà còn là cảm giác sảng khoái khi đứng từ cánh tay tượng vươn tầm mắt ra ngắm toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp. Cũng nằm trên đỉnh núi nhỏ, từ đây các bạn có thể ngắm toàn cảnh Vũng Tàu và đón trọn gió biển. Tuy nhiên nơi đây có một điều thú vị khác so với ngọn hải đăng, đó chính là các bạn phải leo đến 1.000 bậc thang cao 500m. Dường như điều này là thử thách sự kiên trì và chinh phục được tượng Đức Chúa giang tay của các bạn.
Tượng Chúa Kitô Vua, hay còn gọi là Tượng Chúa Giăng Tay, Tượng Chúa Kitô trên đỉnh núi Thao Phùng, là một trong những công trình kỳ quan vĩ đại của Việt Nam khi được xác lập kỷ lục là Tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực châu Á vào năm 2012 vừa qua. Bức tượng đứng sừng sững trên đỉnh núi nhỏ, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi ghé thăm nơi đây. Tượng Chúa Kitô sở hữu chiều cao lên đến 32m, sải tay dài 18,3m, đứng trên độ cao 170m so với mực nước biển, hướng nhìn ra biển tuyệt đẹp. Tượng Chúa được đặt trên bệ bê tông cao 10m, hình cánh cung, với bức họa phù điêu buổi tiệc ly ở phía trước và Đức Chúa trao chìa khóa cho Phêrô ở mặt sau. Hào quang quanh đầu tượng được thiết kế với một cột thu lô để chống sét. Tà áo tượng trổ ra ba ô cửa sổ với hoa văn chữ thọ độc đáo. Nhờ có ba ô cửa sổ này mà trong lòng tượng thoáng khí tự nhiên, cùng ánh sáng chiếu vào ban ngày rất sáng sủa, mặc dù không cần tới đèn. Sau khi tham quan tượng Chúa Giăng Tay rồi thì chúng mình di chuyển đến Niết Bàn Tịnh Xá. Đây là ngôi chùa nhỏ nằm trên triền núi nhỏ. Kiến trúc của ngôi chùa được kết hợp bởi lối đông tây và đặc biệt là vị trí ngôi chùa, đằng trước là biển, đằng sau là núi, hay còn gọi là chùa Phật Nằm. Niết Bàn Tịnh Xá được Hòa Thượng Thích Thiện Huê tổ chức xây dựng từ năm 1969 đến năm 1974, nằm trên triền núi nhỏ, ở trung tâm Bảy Dứa, phía sau là rừng cây sa la rộng lớn, phía trước là biển cả mênh mông. Đây là một công trình đồ sộ gồm nhiều dãy nhà, diện tích gần 10.000 m². Cổng chính nổi bật với bốn chữ đại tự Niết Bàn Tịnh Xá, hai bên là hai câu đối Niết Bàn Thiện Hiện, Độ Chúng Niệm Phật, Tâm Thông, Chân Giải Thoát, Tịnh Xá Quang Vinh, Vô Lậu Giác Ngộ, Chánh Pháp Hiện Như Lai. Nổi bật của ngôi chùa này thể hiện qua bức tượng Phật nằm dài 12m, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên bên trong khu thờ điện chính. Bên trong là hai pho tượng ông Thiện và ông Ác cao lớn đứng trong cửa. Bên phải cổng có một bức phù điêu cao 4m, rộng 2m, trạm khắc hình long mã, đầu rồng chân ngựa bước lên sóng nước. Tham quan xong 3 địa điểm du lịch Vũng Tàu này thì cũng tới bữa trưa, thì chúng mình sẽ ăn trưa rồi sau đó tham quan tiếp. Bữa trưa thì chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi để bắt đầu cho buổi chiều. Một bữa trưa đầy đủ và thư giãn nhất là điều mà các bạn cần. Bên cạnh đó vẫn luôn song hành tiêu chí là những món ăn đậm chất Vũng Tàu. Các bạn có thể ăn lẩu cá đuối Trương Công Định, địa chỉ 4044 đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Giá món ăn ở đây từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng, giờ mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ 30 hàng ngày. Không biết từ bao giờ thì lẩu cá đuối ở Trương Công Định trở thành thói quen quen thuộc khi đến Vũng Tàu. Những con cá đuối được chế biến cẩn thận sao cho vẫn giữ được độ tươi ngon và giòn khi ăn. Nếu các bạn không thích ăn lẩu cá đuối thì có thể đến quán nướng Cô Nên ăn cũng được. Địa chỉ số 420 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. Giá món ăn ở đây dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng. Quán nướng Cô Nên mở cửa từ khoảng 9 giờ sáng đến 23 giờ 30 hàng ngày. Quán nướng Cô Nên nổi tiếng nhất với món mực trứng độc đáo và đặc biệt. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thưởng thức thêm những món như là mực sữa chiên nước mắm, tôm nướng, bạch tuộc nướng hoặc là lẩu thái vân vân. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong thì chúng mình sẽ tiếp tục tham quan những địa điểm du lịch khác ở Vũng Tàu. Các bạn nên dành ra một buổi chiều ở những bãi biển là lựa chọn phù hợp nhất, vừa để thư giãn sau buổi sáng trải nghiệm trên núi, vừa đắm mình trong những con sóng vỗ vào bờ và ngắm nhìn bầu trời vào buổi chiều tà. Các bạn có thể đến bãi sau. Bãi sau là bãi biển trải dài 10km từ chân núi nhỏ đến đoạn ngã ba đầu đường Thụy Vân và Phan Châu Trinh đến khu vực Chí Linh. Với vị trí địa lý thuận lợi này, sóng nước không quá cao, nước biển lại trong xanh. Chính vì vậy mà bãi sau chính là địa điểm thu hút nhiều du khách đến du lịch nhất ở Vũng Tàu. Nếu các bạn đặt khách sạn ở khu vực bãi trước thì đến bãi trước tắm biển cũng được. Bãi trước thì nằm ở giữa núi lớn và núi nhỏ, thu hút ít khách du lịch hơn vì đây là nơi neo đậu của các tàu đánh cá. Tuy nhiên buổi chiều khi thủy triều lên thì bãi trước chính là bãi tắm khá đẹp và hấp dẫn. Tắm biển xong thì ghé qua chợ hải sản Xóm Lưới. Cuối ngày trước khi trở về với cuộc sống đời thường, các bạn không thể bỏ lỡ địa điểm mua hải sản tươi ngon mang về nhà, vừa làm quà vừa để chính mình thưởng thức. Chợ Xóm Lưới bán đủ các loại hải sản từ ốc, cua, ghẹ tôm đến cá đuối, bạch tuộc, bề bề vân vân. Hoặc là nếu các bạn còn nhiều thời gian, các bạn nên ghé qua những quán ăn ngay trong chợ để thưởng thức hải sản được chế biến ngay tại chỗ. Các bạn tự chọn những con hải sản theo ý thích của mình, sau đó thì yêu cầu họ chế biến theo cách của mình mong muốn và các bạn ngồi ăn tại chỗ nóng hổi luôn. Địa chỉ: chợ Xóm Lưới, góc Phan Bội Châu, Nguyễn Công Trứ ở thành phố Vũng Tàu. Có một số lưu ý dành cho các bạn khi đi du lịch Vũng Tàu trong một ngày. Vũng Tàu được mẹ thiên nhiên ban cho là một vùng đất có khí hậu hài hòa quanh năm, nhưng thỉnh thoảng nơi đây vẫn có những ngày bão. Chính vì vậy, các bạn nên xem trước dự báo thời tiết để ngày vui chơi của mình được hoàn hảo nhất nha. Ngoài ra thì cũng còn một số kinh nghiệm đi phượt Vũng Tàu một ngày dành cho các bạn nữa nè. Vì chỉ đi chơi trong một ngày, cho nên để đi được nhiều địa điểm du lịch Vũng Tàu nhất,
các bạn nên bắt đầu chuyến hành trình của mình thật sớm. Khoảng 5 đến 6 giờ sáng là thời điểm khá lý tưởng để bắt đầu chuyến hành trình của mình, vì có nhiều cung đường để cho các bạn lựa chọn chạy xe. Nhưng các bạn nên lựa chọn cung đường đi theo quốc lộ 1A qua khỏi cầu Đồng Nai, theo quốc lộ 51, cách Vũng Tàu khoảng 27 km sẽ có biển chỉ dẫn đi Long Sơn, quẹo vô đó đi một chút xíu nữa là tới. Đây là con đường tắt đi qua Vũng Tàu, đoạn đường này thì mới làm, ít phương tiện xe cộ lưu thông, cảnh quan rất đẹp với những làng chài nổi ven biển. Thời gian di chuyển mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Nên dọc đường đi các bạn hãy lựa chọn hàng ăn sáng để nạp thêm năng lượng. Hoặc nếu các bạn muốn ăn sáng trên Vũng Tàu thì các bạn nên chuẩn bị trước bánh trái để đi ăn dọc đường, ăn vặt dọc đường cho đỡ bị đói nha. Dọc theo đường đi thì các bạn cũng nên nhớ chú ý tốc độ xe và những đoạn đường có vật nhọn để tránh bị rải đinh. Vũng Tàu là địa điểm du lịch vừa có núi vừa có biển nên nếu các bạn thích thì có thể tha hồ lê la khám phá, trèo đèo lội suối, chụp ảnh thỏa thích hay là ngắm cảnh mặt trời mọc hoặc là lặn trên biển cũng rất đẹp nữa. Vậy là chuyến đi du lịch Vũng Tàu một ngày, khám phá trọn vẹn không khí thành phố Vũng Tàu, lên núi xuống biển, thưởng thức hải sản và ẩm thực nổi bật tại Vũng Tàu đã kết thúc. Quay trở về với cuộc sống thường nhật thì chắc chắn trong lòng của mỗi du khách đều muốn quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa. Và nếu có dịp đến Vũng Tàu thêm nhiều lần nữa thì các bạn hãy nhớ tranh thủ tham quan hết tất cả những địa điểm du lịch Vũng Tàu còn lại nha. Chúc các bạn sẽ có được những trải nghiệm thật thú vị với chuyến đi du lịch Vũng Tàu. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc hay là góp ý nào về chuyến đi du lịch Vũng Tàu thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để blog du lịch tư vấn các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.